Tư vấn hôn nhân gia đình khi ly hôn theo yêu cầu của một bên vợ hoặc chồng. Đây là trường hợp chỉ có bên vợ hoặc bên chồng có đơn xin ly hôn xuất phát từ ý chí chủ quan của bên đó mà không có sự đồng thuận của cả hai. Trường hợp này được quy định tại khoản 1 điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 theo đó khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ của vợ chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, trọng đời sống chung không thể kéo dài mục đích của hôn nhân không đạt được xét về khía cạnh tố tụng thì đây là một vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự khi đó vợ hoặc chồng là người nộp đơn xin ly hôn là nguyên đơn và bên còn lại là bị đơn trong vụ án dân sự này. Ly hôn với một bên vợ hoặc chồng bị tòa án tuyên bố là mất tích. Khoảng 2 điều 56 luật này cũng có quy định về việc ly hôn theo yêu cầu của một bên trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích. Lúc này khi bên còn lại có yêu cầu ly hôn thì tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn. Trong trường hợp này thì quyết định tuyên bố người vợ hoặc chồng mất tích mà tòa án đã tuyên bố trước đó chính là bằng chứng pháp lý. Đồng thời đây cũng là căn cứ để giải quyết ly hôn mà không cần đến các yếu tố khác. Ly hôn với vợ hoặc chồng không có khả năng nhận thức hoặc làm chủ hành vi. Kết hợp từ khoảng 1 điều 51 và khoảng 3 điều 56 luật hôn nhân và gia đình 2014, thì việc đơn phương ly hôn còn có thể diễn ra trong trường hợp một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ được hành vi của mình đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe tinh thần của họ lúc này tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe tinh thần của người kia trên đây là tư vấn hôn nhân gia đình về quyền đơn phương ly hôn mà phan lo việt nam muốn gửi đến bạn nếu cần biết thêm về chi tiết thủ tục trong từng trường hợp này bạn có thể liên hệ về thông tin dưới đây để được hỗ trợ